Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Máng Máu Việt Nam. Rồi thì anh em đã rất quen thuộc với Độc Lạ Bình Dương phải không? Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em một dòng máy siêu độc lạ, Độc Lạ Bình Tân. Sản phẩm mà em muốn giới thiệu cho anh em cũng là đến từ thương hiệu Detton. Rồi thì dòng này là máy may với cái mẫu cực kỳ lạ. Đây là sản phẩm mới của hãng luôn nha anh em, sử dụng trong pin phổ thông. Thì đây là cái nguyên kiện khi anh em mua về nha. Con này có mã là M21AG100CV. Nó sử dụng chân pin phổ thông 21V. Động cơ không chổi than, sử dụng đá là đá một tấc nha anh em. Thì trên con máy này sẽ có 3 cấp độ với cái 3 vòng tua khác nhau nha anh em. Cấp 1 là 5.000 vòng, cấp 2 là 7.000 vòng, cuối cùng là cấp max của nó luôn đó là 8.500 vòng trên phút. Rồi để anh em không chờ lâu, thì với con máy này anh em sẽ được những gì? Anh em cùng em tìm hiểu máy và cũng như là xíu nữa sẽ test máy xem hiệu quả hoạt động của máy này sẽ như thế nào nha. Rồi thì khi mở cái hộp ra thì anh em sẽ được một cái giấy hướng dẫn sử dụng. Rồi một điểm cộng cho hãng Detton nó sẽ cho mình một cái mút giảm sốc để khi mà vận chuyển máy sẽ không có gặp những cái trục trặc gì ảnh hưởng đến máy. Thân máy nè, một cái chắn bảo vệ cho anh em mình, một cái tay cầm để anh em có thể trợ lực, và một cái khóa để tháo lắp lưỡi nha anh em. Rồi với cái mẫu cũ thì cái body của máy rất là to nha anh em. Đó, thì anh em sẽ sử dụng nó thì nếu mà thời gian làm việc dài lâu á sẽ cảm thấy nó khá là mỏi nha anh em. Còn với cái body mới như thế này thì anh em có thể vô tư làm việc nha. Đó, đây cầm rất là thoải mái luôn anh em. Đó, cảm nhận về con máy này rất là tuyệt vời nha. Rồi sử dụng đá một tấc nè, công tắc thì anh em có thể trượt lên nha anh em, trượt lên nó sẽ tự giữ luôn nha. Còn về cái mẫu cũ này á thì anh em trượt phải ấn cái nữa nó mới giữ lại cho anh em. Để anh em không chờ lâu á thì chúng ta cùng nhau test máy nha, xem con máy này đạt cái hiệu quả làm việc như thế nào nha anh em ơi. Sau khi lắp máy thì con máy sẽ có hình dạng như thế này nha anh em. Ok anh em, thì mình sẽ cùng nhau test máy chơi nó hết giá hết số luôn nha anh em. Rồi anh em cùng xem nha, rất là mịn, rất là nhẵn luôn nha anh em ơi. Đó, anh em đầu tư con máy này là y bài luôn nha. Sau khi anh em đã cùng em trải nghiệm máy thì anh em cảm thấy con máy mài này như thế nào ạ? Rất là ok đúng không anh em? Thì không để anh em chờ lâu thì em sẽ bật mí về cái dòng máy mài mẫu mới này luôn nha. Thân máy thì nếu anh em đã có những cái chân pin phổ thông rồi đó thì anh em chỉ cần đầu tư cái thân máy này với giá chỉ có 990k thôi anh em, rất là rẻ. Nhưng mà con này nó đáp ứng được cho anh em rất là cái độ tiện lợi nè. Anh em làm việc trên cao hoặc là anh em cần cái sự tiện lợi không cần phải kéo dây chằng chịt thì anh em có thể đầu tư cho mình một cái máy mài như thế này nha. Rồi thì con này có thêm một cái gói chương trình hấp dẫn cho mình nữa. Anh em mua pin tặng sạc thì đây, anh em mua một thân máy với giá là 990 nè, mua thêm 2 viên pin. Với con máy mài này thì anh em phải đầu tư nhiều pin nha anh em. Đó, có cái lợi cho anh em luôn nha. Anh em mua 2 pin B4000 Bluetooth này sẽ được tặng một cục sạc luôn nha. Rồi, sạc S24 vỏ chống cháy, đây là cục sạc loại xịn của hãng luôn. Thì với cái gói mà ưu đãi anh em mua một thân máy 2 viên pin được tặng sạc á thì anh em được cái lợi là giảm được vài chục nghìn nữa nha anh em. Giá chỉ là 2.590.000 thôi. Anh em có thể sở hữu một thân máy nè, 2 viên pin và được tặng một cục sạc nha anh em. Đây, thì anh em nào mà đang cần con máy này thấy cái gói hợp lý thì nhanh tay nhấc máy lên gọi lên số 0906 779 465 để có thể đặt hàng ngay nha anh em, trở thành người đầu tiên sở hữu con máy. Anh em có thể đến với cái địa chỉ là 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để có thể trực tiếp trải nghiệm máy trước khi mua sắm nha. Anh em đừng quên subscribe kênh cũng như là nhấn vào cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi bên em ra video.
gửi đến những cái thông báo sớm nhất cho anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.